quá rồi chị Hà ơi, xong rồi. Đây anh em. Chà giọng này gầy lắm rồi nha. Đừng em gặp ở ngoài mày biết gầy hay béo. Ai ra hả? À, nè bạn đuổi tôi ra thì thôi để em nói nghe một câu, bạn có muốn đưa tôi về không? Không. Sao bạn không muốn đưa tôi về không? Bỏ công này ra, công này hùng mấy chục. Tớ vừa xin lắm. Đây công này đây. Có đá không? Cần đá vào trong tủ lấy đá.